Black sẽ là thứ cần trợ giúp. Ê, cái trận này hình như là Catelyn được pick trước đúng không? Sau đó Jacky Love là khóa luôn con Raven đúng không? Wow, toàn là đánh cái kèo mà đỏ kỹ năng không à. Toàn là đánh cái kèo đỏ kỹ năng không à. Jack với lại Na. Kèo này anh em thấy rồi, trong cái giai đoạn vừa qua á, nếu như mà con Jack nó hơn trình á, ví dụ như tôi đánh con Na xong rồi tôi gặp ông Jack Phú Thọ đi, ông bôi quanh cham con Jack, ông hành tôi ở đường trên hồi trước ông hành tôi đó anh em. Ông hành tôi nát luôn, nhưng mà kèo này nếu đánh tốt thì con Jack nó cũng khó thắng được con Na nè. Và tụi thế giới tụi nó đánh cái kèo Na này rất là chắc, con Jack nó rất là khó thắng. Rồi, Caitlyn với lại Raven với lại Nautilus. Cả hai bên đều có những cái bước đáp trả ha. Đáp trả ở đây á là con Rom á thì nó sẽ là cái mẫu chất chất tướng dùng để khắc chế được con Nautilus. Nó khắc chế là mình khắc chế về mặt chất tướng hỗ trợ nha. Nautilus mà kéo vô nó dựng khiên xong rồi nó gắn cái đồ tại đánh nước đưa nó phản công trở lại được, thì cái đó là cái lối chơi của sụp. Ừ. Cái đó là lối chơi về mặt lý thuyết rồi, anh em cứ biết là như vậy là được à. Rồi kèo kỹ năng ở đường giữa nữa, Salad với lại Azir cũng là cái kèo kỹ năng ha. Kèo này thì Azir nó sẽ đẩy trước Ray với lại Vi, hai mẫu chất tướng mà nó hơi khác nhau chút xíu. Với Ray thì sẽ thiên hướng là farm nhanh hơn và cover, chủ yếu là farm nhanh hơn thôi, chủ yếu farm nhanh hơn thôi. Còn con Vi thì nó sẽ chủ động tấn công nhiều hơn ha. Một cái điểm đặc thù ở thời điểm cấp độ 1 đến từ bên phía Kuranix thì nó sẽ mạnh. Họ có con Ray cấp độ 1 mạnh, họ có con Rom cấp độ mạnh, cấp độ 1 mạnh thì họ sẽ được quyền để có thể chống những tình huống đổi cánh rừng, hoặc là họ có thể chủ động họ đổi cánh rừng nếu như mà họ muốn, để coi quyết định của level 1 của cả hai sẽ như thế nào thôi. Giúp cho Wayward có được khả năng chống chịu rất tốt trong những tổ giao tranh. Còn điều kiện thắng của cả hai thì chúng ta vẫn đang thấy rất rõ ràng, đó là Draven cùng với Caitlyn. Đây là hai xạ thủ có khả năng đi đường tốt nhất tại thời điểm này cùng với Kalista nữa. Dưới đi sao check lock thì việc thắng đường ở tại khu đường gì dạ, mới vô thấy đường dưới gì căng nhỉ. Đường dưới đi sao check lock. Còn mỗi thanh tẩy mà thôi, nhưng anh ta kích tốc lên nhờ sung huyết và rút lui về được, phát tốc biến đánh tay để kích làm tròn đến từ barrel. Nó không thực sự hiệu quả, nhưng anh ta với... Sao mất spell hết rồi? Như vậy là có cái tình huống mà Jay cấp 1 đúng không? Như vậy là có những cái tình huống mà Jay hit cấp 1. À tôi nhớ rồi, cái ván này có một cái pha mà Jay hit cấp 1. Jay hit cấp 1 thì Jacky Love lỗ. Lỗ ở cái chỗ là nó sẽ bị tấn công. Và Jacky Love với lại Mac nó dồn sát thương vô barrel. Dep lúc đó là free shot, Dep ép lui được Jacky Love một chút và Dep giữ được cái phần trợ tốc biến ở trong pha đó. Lý do tại sao mà Dep không đầu tư tốc biến để dứt điểm cái điểm hạ gục của Jacky Love là bởi vì nó muốn thắng đường tiếp anh em. Nó muốn tận dụng cái lợi thế về mặt phép bổ trợ và nó tạo ra cái skip ở khu vực dưới. Và skip nó được cụ thể hóa bằng một cái tình huống này luôn nè. Đó. Skip nó được cụ thể hóa bằng cái tình huống này luôn, nó lợi thế về cái phép bổ trợ mà. Nó sẵn sàng để mà nó BK. Lỗ về phép bổ trợ cho bên phía của Rex, nhưng lời hơn về pha này đứng bị bay trụ hả? Chiều cuối không còn tốc biến, lượng sát thương đến từ DX là tương đối nhiều, và liệu là King có muốn tốc biến hay không đây? Đánh cái xong rồi nhảy. Và mắc binh ha. Đánh cái xong nhảy kích được cái đồ tại đúp nữa. Bên đây là hết e rồi. Có muốn tốc biến lên ăn mãi không đây? Anh đã tốc biến lên thực hiện một cú nhún nhảy và lấy mang đường trên về phía tôi, swap chiến công đầu. Chiến công đầu dành cho King Gale. Pha này pha mấu chốt đúng không? Pha này thời điểm cấp độ 6, Jacky Love 240 lên 224 điểm nội tại xuống ném cái chắc cũng phải cỡ chừng 800 900 ngàn tiền được bonus thêm ha, thêm cái thế lính ở khu vực đường dưới nữa, một lớp giáp trụ nữa, tốc biến giữ cự ly BR, còn cái băng địa chấn đang che băng địa chấn dẫn vô. Ui sao không nhiều mạng được hả? À, pha này đấm xuyên giáp đó chứ. Pha này nhường cho cái mạng của Jacky Love là ngon. Pha này có thể là bị phản ngăn ngược trở lại, nhưng mà nhường được cái điểm hạ gục này dành cho Jacky Love là ngon. Bởi vì cái lần về nhà trước á, của Jacky Love là hướng tới một cái dao hung tàn. Cái món trang bị này dùng để có thể thắng đường. Nó có thể được nâng cấp lên cái nguyệt đao, hoặc là lên cái lưỡi hái linh hồn sớm, và sau đó chuyển hướng theo cái món trang bị là chí mạng. Cứ để cái dao hung tàn đó thôi anh em. Còn không thì sẽ lên cái nguyệt đao sau ở món trang bị thứ hai sau cái lưỡi hai linh hồn. Thường là anh em sẽ thấy những người chơi xạ thủ mà sẽ hướng tới một cái dao hung tàn là muốn ép đường anh em. Sát thương, cái sát lực và cái sát thương đến từ cái dao hung tàn nó sẽ giúp cho xạ thủ được quyền làm theo cái kiểu đó. Anh em sẽ thấy mấy con như là Kalista nó có thể hướng tới món trang bị đó đầu tiên luôn anh em. Ôi ôi, Zika nó đi trước. Trời ơi trời.
Trời ơi. 75 hả? 75 là bây giờ còn khoảng chừng 229 là còn khoảng chừng 50 mấy đúng không? Ừ. Mang hạ gục ngon ăn của đêm đã không được Jacky Love tận dụng trong Dep hiệp 10 đang bắn khi e Thiên hả? phạt Dep đang bắn đánh e à? dưới với thủy quá nhiều đến từ vi trong tay của Thiên. Nhưng đã bị Anh em nhìn tình huống hay phạt quá của vậy. Dep ở bên kia. Trận chiêu cuối của Jacky Love nhưng đã bị chặn bởi Cái Thiên. gì? Thẳng vào mặt của Dep Nó ở bên tốc biến kia. lên, nó có đòn bắn thường rướng rồi mà. Của Jacky Love À đã bị mà thôi chặn khiên rồi anh em ơi. không thể phát được. Trận Còn đấu cái kéo tối kiên dài cường hơn thôi, pha 50 đó giây khó đã chắc phân được. tâm số đổi tài trong tình huống phản Pha công đó của khó DA. chắc được. Nó vẫn Mang còn hạ cái gục tác dụng ngon của ăn cái của khiên. Dep đã không được Jacky Love tận dụng trong tình huống rồi. Đen Mang ha. cho đội lực vừa lỗ về mạng. Ý Vừa đồ mất không đi được một tận cơ dụng hội đường to dưới, lớn con Salad nữa thì trong bán xanh. kết đấu này. Con Caitlyn thì Pha tấn vẫn công có khá là đồ, không có bị thua kém về mặt CS. Salad thì rất ok rồi ở đường giữa. Ở đường trên thì đang có cái điểm hạ gục. Rừng thì cũng đang tăng tiến dần dần thôi anh em. Ở đường trên thì cũng chuối. với một con Raven đang không còn phép bổ trợ tốc tiến và bắt vào đến từ Zika, mặc Ôi dù bắt đã pha này chậm lượm, một xíu liệm hai luôn lần á nhưng mà tương chứ. quay đã là khá lớn. Tốc tiến qua đến từ Baron, Hết phép nội bổ trợ tại tốc tiến luôn và bắt vào đến từ Zika. 70 mấy, hết nội tại Zika luôn. bằng chậm làm chậm một xích hai lần và sát thương quay ta là khá lớn. Tốc tiến qua đến từ Baron làm chậm đối phương và kết hợp cùng với cú chiêu cuối Và từ xa đó của đúng là Piercing cái kiểu sát thương biến chính số là lớn đá luôn đủ nè. để kết liễu Và rồi đó trở nếu thành lập một được mạng đồ thì đội là có sẽ phần thứ hai khác trong cuộc biệt, chiến rất đấu khác biệt ở và đường khi dưới. có số đội tại ở nữa đây. Còn Dep thì như các bạn thấy là không có bất Mất kỳ trụ màn đầu nào trong tiên những luôn, phút trận đầu. 13 Đây phút. là một màn muốn shutdown vào Zeka. Thiên có trong mình chiêu cuối tạp khi những đồn phòng cứu chói tốt đến từ triệu băng của Thiên TP và Baron cover vẫn dịch chuyển đến từ đánh ngược trở lại được Thiên luôn nha. cứu Ray đang Zeka tới à. và cuối cùng thì bộ đôi bên kia vẫn quyết định lao vào và sát thương của họ không thể đủ được. Zeka mất có 6 Trời, viên Jackie Love bị đạn for rồi. Trong for khi kết đó kìa. thì cặp đội xạ thủ hỗ trợ của Top Silo Esports vẫn đứng giữ được im, ba thành viên còn lại của đặt Phoenix. 7 chết Phoenix đã luôn. tan vỡ rồi với cái nửa cánh dưới của Top Esports như vậy là rộng chừng hết. Và Ủa mà Zeka sao ông đã sập ăn được play cái mạng vào đó pha vậy? thi đấu này khi mà anh ta đã sử dụng okay, đây là 4-0. Chết rồi. Vô cái thế Jackie Love như thế này thì ai cứu nữa đây? Mid hả? Azir hả? Mà bây giờ Azir Salad xanh anh em. Salad với lại con Na xanh. Cả hai con tướng đều xanh. Thì cái thế đẩy lẻ ở hai bên cánh nó đều rất có lợi. Jackie Love thì bây giờ đang bị thiếu đồ. Và nó không đẩy lẻ lại được ở khu vực đường giữa. Là coi như cả rơi vô cái thế mà cả ba đường đều đang bị đẩy. Rồi, đây cái thế cả ba đường đều đang bị đẩy là bị mất cái mục tiêu như thế này. Bắt đầu đang có ý định để có thể kiểm soát phần rừng và tạo ra áp lực Baron. Ha. Đã Lăn có cầu hơn tiết một đúng phút bài ha. trôi qua, cái tỷ số 6-1 về mạng nó vẫn được duy trì nhưng lượng tiền thì nó không Bài xích thể thì đủ có để chịu mà hấp trả huyết lại thôi. nó. Có thể là khoảng chừng 12 13 phút trôi qua rồi không có thêm mạng. Nhưng cách biệt về tiền thì nó đánh rồi rất đáng Dựng kể nhờ khiên đó là một lên. pha di chuyển rất tự tin vì anh ta vẫn còn tối kiên cường. Jacky Love đang tiếp nhận được JK cú hút còn từ TP phía của nha. Phoenix rồi nhưng đó là pha di TP phía chuyển bên rất phải, tự Jackie tế Love từ đứng phía của cao. Zeke. Anh ta mất tới nửa cây máu sau tình huống dính tên tay trái vừa rồi. Mình chuyển bóng Rồi. ra phía sau để đứng vào đứng với Zeke. Anh ta vẫn Né trượt, anh ta copy lốc xoáy tử vong có và đồng anh ta hồ vẫn câu có quá kéo nhiều phải bóng đồng hồ để có thể chống là trả. ép Cú được đấm xuống vào quay quắc quay phía bên quắc. kia Jacky Love vẫn đang ném những cú điều xoay của mình nhưng anh ta chưa có mạng. Anh ta bị bắn bởi Dep và cả không thấm mình Piercing này đã mà double kill dành cho Dep triple nhưng không có vì đó là mạng dành cho Piercing. Này người duy nhất sống sót trong tiểu không thấm sót không thấm đang ném những cú vòng và anh ta mất máu quá nhiều phải bấm đồng hồ để có thể chống chịu. Người nằm xuống là Wayward. Jacky Love vẫn đang ném những cú điều xoay của mình nhưng anh ta chưa có mạng. Anh ta bị bắn bởi Dep Trời và ơi, cả Piercing đã double kill sẽ dành không cho được, Dep sẽ vô triple kinh nhưng không gần, có vì đó là mạng không của có cái mình lượng để sát thương vượt trội. bán đấu của DH. Cái này vẫn đép được đúng không? Đó là một tình huống rất Mất khó trụ khăn bậc để thềm có ở thể đường vượt trên qua thôi, nó vẫn đép với được. tận 5 thành viên đầy ở khu vực dưới. Họ không quan tâm đến khu vực đường khác, thậm chí là mất kiểm soát cắm hai con luôn từ khu vực Ôi Jack. ôi. Đó là pha chấn áp Jacky Love. Ôi Làm chậm rất nhiều và anh ta chết dưới à, phát đồ tấn công. khó cho Trên Jackie để có Love thể thu hút được quá. Gemma tí nị nhưng thiếu Pha máu. đầu bị hại Jacky quá. Love Ổn đang vãi chuẩn pha bị đầu đi đen cứu một quá. con Raven của kinh Gen ngay. Còn Dep được bắn ở bên ngoài tường. Nhảy vào vẫn sức nhưng không đủ sát thương. Không Quả hiểu là là Quadra kill luôn. Kill kết hợp được Pha đầu với đen cú hút quá. như là Quadra Kill dành cho xạ thủ thứ hai Pyroxic và bàn đấu kết thúc ở phút Năm sát 30. rồi. Một trận đấu rất một chiều. Ê mấy ông BS đánh như vậy mà là 4 rồi ta. Đúng là Jackie Love thì trong những cái tình huống BK thì ổng đứng láo thiệt, ổng đứng cao thiệt. Ví dụ pha ở đường giữa ổng cũng bị mất 2 phần 3 lượng máu trước. Tại vì ổng bị rỉa. Pha này cũng tương tự là như vậy. Nhưng mà thôi cái lối chơi của ổng trước giờ là vậy anh em. Lối chơi xạ thủ midplay của Jackie Love mà. Đặc biệt nha. Trong những cái ván thi đấu mà kiểu dạng ảnh thọt á. Hoặc là những ván thi đấu mà căng thẳng á. Là ảnh sẽ hay có những cái tình huống kiểu kiểu là như vậy. Kiểu như kiểu như là giờ bố mày cùi rồi, bố mày không sợ lỡ nữa.
Nhưng mà mấy ông Rannus này đánh ác vậy. Đợt LCK đánh thấy bình thường lắm. Đợt LCK vô những cái giai đoạn mà vòng giai đoạn mà nửa cuối của mùa giải á, đánh thậm chí là đánh yếu luôn nha. Xong rồi mới bước vô vòng loại khu vực là mới đánh cháy nha. Xong đợt này ra thế giới đánh ác chưa? Ra thế giới đánh đỉnh thực sự. Một trận đấu thực sự là DX đã bóp nghẹt Toy Sport sau những sai lầm của Toy Sport ở đầu trận, những pha tấn công có phần dướn đến.